Alo, chào bạn, mình là Du. Chào mừng các bạn đến với cái kênh Du MV, một kênh cung cấp kiến thức về lập trình mobile. Và hiện tại mình đang phát triển bằng ngôn ngữ là Java và tương lai sẽ có nhiều ngôn ngữ hơn. Nên là các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh. Hoặc hơn nữa thì nhấn like video, like càng nhiều càng tốt. Đấy, like càng nhiều càng tốt để mình có bật được kiếm tiền trên YouTube thì mình mới có động lực làm video các bạn được. Chứ bây giờ YouTube, thực sự thì YouTube vẫn chưa trả cho mình đồng nào á. Ok. Vào chủ đề chính nhé. Thì ở những video trước á, mình hướng dẫn các bạn là làm con game đổi hình bắt chước rồi đúng không? Đấy. Thì ở lần này thì mình hướng dẫn các bạn tiếp tục làm cái con game đấy. Thì ở lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn là lấy cái data từ API JSON á. Đấy, trả về. Xong rồi mình sẽ hiển thị lên trên này để chơi. Ok. Thì về JSON là gì thì cái này mình sẽ có một video nói riêng về nó. Đấy. Còn cái lần này mình sẽ sử dụng nó chính là thằng SAN. Nó tạo ra một cái API chính trên chính máy của bạn. Ok. Đấy. Thì về cách cài đặt cũng như là cách sử dụng SAN á thì mình có một bài viết. Đây. Chính là bài viết trên trang mình, các bạn có thể truy cập vào trang của mình ở ngay bên dưới nhá. Đấy, vào trong trong này thì mình có hướng dẫn cài đặt chi tiết hết rồi, cả cái trang download hay là từng bước một. Ok. Đấy, thì các bạn có thể vào đây để tham khảo. Ok, bài này là mình cũng sưu tầm rồi. Rồi, quay lại chủ đề, quay lại cái con game mình. Thì sau khi cài đặt được SAM xong á thì các bạn khởi động SAM cái khởi động SAM control lên. Đấy, và bấm Start. Thì ngay lúc đấy á, thì các bạn kích vào Admin này, nó sẽ dẫn đến một cái trang của các bạn. Đấy, và vào các bạn vào trong thư mục SAM nhé. Thường thì sẽ là ở C. Đấy, ở đây có một cái SAM này. Của mẹ mình cái gì rồi. Cái gì này. Rồi, vào SAM này. Đấy, thì các bạn nhìn thấy tìm thấy thư mục. Đây mình đang tìm htdoc đó, và vào trong này các bạn tạo ra cho mình một cái folder có tên game của mình đi. Ai là chơi phú à? Nhầm, sorry các bạn, game là đổi hình bắt chữ. Ok rồi, đổi hình bắt chữ. Vào trong này mình sẽ tạo ra một cái file text đi. Text có tên là lấy câu hỏi. Lấy câu hỏi. Ok. Đấy. Thì vào trong này nhá. Thì cái câu hỏi này của mình này sẽ trả ra dưới dạng JSON. Đấy. Từ từ mình chờ mình đổi một chút. Mình sẽ đổi cái câu hỏi này thành PHP. PHP. Đó. Dưới dạng JSON. Và ở trên này nhá, mình sẽ sửa đây này. Đó. Thì cái file mình vừa tạo ra đây nhá. Rồi. Thì để trả ra, thì có nghĩa để lấy được cái file này này, lấy cái file này, lấy được cái data từ cái file này. Ví dụ nhá, bây giờ ví dụ này. Mình sẽ cho một cái string gì ở đây này, làm chấm s. Đấy, ok chưa. Đấy, thì như các bạn đã biết đấy, thì cái API JSON á nó sẽ có dạng như kiểu là, đây ví dụ mình thử bừa một cái đi, đây bừa một cái đấy. Đấy, nó có dạng như này. Đây là một cái API JSON mình viết cho một cái app khác. Đấy, thì cái JSON nó sẽ trả ra dưới dạng object kiểu kiểu như này. Đấy. Và bây giờ khi cài SAM xong á thì các bạn vào được trong này rồi đúng không? Đây nhá, mình vào trong cái admin nó này. Các bạn vào đúng cái tên thư mục là đuổi hình bắt chữ này. Suộc này. Chả hiểu sao nó cứ đổi cái thằng này cho mình. Đây. Chính nó. Các bạn copy nguyên y xì xì thằng này cho mình. Đấy, Ctrl C. Đó. Sau đấy nhá, các
Các bạn sang Chrome này. Ở trong logo hot, các bạn paste vào đây. Nhấn Enter. Đó, có phải nó ra cái chữ này nhà mình không? Ví dụ như mình sửa cái chữ này zoomv. Ctrl S này. Rồi, mình F5 lại này. Đấy, thì nó phải ra cái chữ zoomv cho mình. Ok, thì bây giờ đây là một cái API riêng đúng không? Tiếp đến nhé. Các bạn nhấn Ctrl R, các bạn vào CMD. Ừ, thực ra Ctrl R không được. Các bạn gõ IP config để lấy ra cái địa chỉ máy. IP. Ủa đúng không nhỉ? Ủa từ từ mình xin nhớ lại lại là IP config. IP config. Hả? Cứ cấu. R này. IP config. Thế sao không được nhỉ? Rồi. Các bạn có thể vào trong cái internet setting của mình. Đấy, của máy các bạn á. Rồi các bạn kích vào đây. Rồi còn rồi, các bạn xuống đây. Các bạn nhìn thấy cái địa chỉ IP 4 này. 192.168.1.21. Các bạn nhìn nhá. Thì thay bằng đấy, các bạn thay với chỗ localhost này. Chỗ localhost này cho mình. Các bạn gọi 192.168.1. cái gì nhỉ? Quên rồi. 1.21 đúng không? 1.21. Đó. Đấy. Đây chính là một cái máy mà các bạn có thể chào vào. Nếu như mà các bạn dùng mạng LAN ấy, hai máy dùng mạng LAN ấy mà không chặn nhau ấy, thì hai máy đều có thể chọc vào cái file này. Đấy. Xem bên trong nó có gì. Đấy. Thì đơn giản, bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy cái data này. Lấy từ cái Android Store lấy cái data đấy. Để lấy hiện tại mình sẽ lấy trước ăn, được chưa? Về cách lấy ấy, nếu như các bạn em tham khảo mấy cái game như kiểu là game mà mình hướng dẫn ở trên YouTube ấy, đó chính là cái game như kiểu là game Ai Là Triệu Phú, hay là cái game Ai Là Triệu Phú không có, quên, có để là cái hướng dẫn đọc truyện này đấy, tính xác nó ấy, thì các bạn sẽ biết cách để lấy data từ API về. Thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn riêng về cái thằng API này. À, ok. Thì bây giờ mình sẽ xin phép nhá. Copy. Đấy, mình sẽ copy và mình giải thích cho các bạn. Rồi, mình sẽ copy file trước á. Rồi sau bên này mình tạo ra cho nó một cái packet API đi. Đấy. Còn chân về đây. Rồi, sửa cái tên đi một tẹo. Mình sẽ đặt tên là get câu hỏi. Hết câu hỏi, ok. Mình sẽ xóa đi những cái phần cần đấy nhá. Những cái phần cần thôi. Cái này để comment lại rồi. Mình sẽ comment lại và mình sẽ giải thích từ từ cho các bạn sau nhá. Rồi, tạm thời mình sẽ để như này trước đã. Các chờ mình một chút nha, mình xóa những cái lỗi nó báo đỏ trước đi ạ.
Rồi mình sẽ giải thích từng tí một cho các bạn. Nên các bạn không phải lo đâu. Rồi, có nghĩa là để sử dụng với quét lên server ấy, để chọc được cái file để lấy cái chữ du mà về ra ấy. Thì bây giờ mình sẽ thế này là mình sẽ sử dụng một thư viện ngoài, nó là thư viện OKHTTP. Đấy, thì các bạn có thể lên Google cũng được. Còn mình sẽ để file mô tả ở bên dưới. Đấy, mình sẽ dùng copy cái thằng thư viện OKHTTP này. Rồi mình sẽ để mô tả bên dưới cho các bạn nha. Này, Ctrl N tạo ra file mô tả đi. Đấy, rồi. Thì sau khi copy xong này, đấy, thì các bạn có thể... Từ từ, ngứa quá. Thảo lội đang hơi nóng các bạn ạ. Rồi, các bạn vào đây. Các bạn paste vào trong này, giống y hệt cái thằng GLD mà mình hướng dẫn đó. Các bạn nhấn xin in nào. Để cho nó chạy tí. Rồi, trong thời gian rảnh thì có thể các bạn ngó ra xem trên Facebook có thằng chó nào thả tim cà rớt của bạn và khen là em đẹp thế không? Nhưng mà nó có vẻ là nhanh hơn, có vẻ là import nhanh hơn tốc độ trở mặt của cà rớt với mình như vậy. Nhanh quá. Rồi, sang bên này nó đang báo đỏ đúng không? Các bạn nhấn an enter cho mình, chọn import class. Cứ an enter cho mình. Chọn đúng có cái thư viện OKHTTP là được. Rồi. Đó. Cái file này nha. File này đây mình sẽ copy luôn. À đây, từ từ mình sửa tên đã. Tip F6 này. À, lấy câu hỏi. Enter. Ok. Đấy, lấy câu hỏi, mình sẽ copy cái file lấy câu hỏi này đây nhá. Mình paste ở file dưới mô tả cho các bạn. Ok không? Đấy. Các bạn có thể copy paste vào. Đỡ mất công viết. Rồi, thì cái file này sẽ lấy kiểu, sẽ hoạt động kiểu gì? Để mình ý. Bỏ mẹ nó. Ủa. Chờ chị. Hình như có cái gì sai sai rồi. Rồi. Nha. Thì bây giờ này. Cái cách hoạt động của nó là gì? Có nghĩa là khi mà các bạn khởi tạo một cái asyntax. Và cái thằng asyntax này thì nó sẽ chạy ngầm trong Android. Nó giống như kiểu thằng thread á. Nhưng mà nó là thằng hiện đại hơn. Nó lông lam như kiểu thằng Chris, nó như kiểu bố thì thằng này là thằng con. Nó có thể phát triển, đương nhiên nó tiến hóa hơn rồi. Nó ở lớp thang tiến hóa thứ hai. Đấy, kiểu hết. Thì cái thằng này nhá, khi vào nó chạy cái đuôi background, đuôi background nó sẽ chạy ngầm nha các bạn. Đấy, và khi xử lý xong các cái dòng code trong đuôi background ấy, thì nó sẽ chạy đến cái thằng on port skill à. Ủa giọng mình bị nhại đúng không? Các bạn nghe thấy không? Rồi. Thì ở trong này mình khai báo một cái thằng client. Đấy, thằng client sẽ làm nhiệm vụ gọi đến cái thằng API này. Đấy, gọi anh thằng này và lấy ra cái chữ cái data mà cái thằng này trả ra, nó chính là cái chữ UMV này. Đấy. Đơn giản lắm. Đấy. Thì có nghĩa là các bạn chỉ cần cung cấp. Có nghĩa là thằng này là được vừa gọi à. Nhưng gọi đến cái gì? Thì thằng này, thằng cái thằng request này. Mà các bạn khai báo request này bằng new request.builder.url. Thì nó sẽ khai báo cái địa chỉ mà API mà các bạn muốn request. Đấy. Sau khi đấy xong á, thì các bạn muốn lấy về ấy, thì các bạn lại phải thông qua thêm một thằng này nữa. Nó là thằng responsi. Đấy, responsi. Nó sẽ lấy ra cái chữ zoom v và nhét vào cái data cho các bạn. Đây. Đầu tiên khai báo thằng này chạy này. Khai báo địa chỉ request. Khai báo cái để nhận về. Gọi đến request. Lấy kết quả trả ra. Gán kết quả trả ra cho data. Đấy. Thì đang lúc vậy data sẽ lấy cái data từ request trả về. Ok chưa? Đấy. Thì vừa đấy mình hướng dẫn các bạn tạo ra một cái file lấy câu hỏi.php đúng không? Đấy.
Và khai mình cũng lấy luôn cả cái địa chỉ cho nó ở trên này. Thì bây giờ các bạn copy cái link cho mình. Sau đó các bạn paste vào cái URL này. Đấy. Sau đấy nhá. Sau khi đấy xong nhá, mà các bạn muốn muốn chạy, muốn loạn câu hỏi ấy, đấy. Muốn chạy thì ví dụ bây giờ mình sửa lại một tẹo này, vào manifest mình sẽ cho cái màn đầu tiên của mình là màn main activity, hiểu chưa? Đấy. Lúc này nhá. Lúc này thì là nó sẽ chạy cái main activity trước đúng không? Thì các bạn vào main activity. Các bạn new một cái request, một cái lấy câu hỏi đó chấm execute chấm phải đó, thế là xong. Nhưng bây giờ mình muốn biết nó lấy cái data nó lấy được ra là gì đúng không, thì cái mình, các bạn có thể dùng cái kỹ thuật về debug ở trong Android. Nếu các bạn muốn nghiên cứu thêm về cái kỹ thuật này á, thì các bạn có thể vào trang của mình. Thôi bỏ mẹ. Vào trang của mình. Vào cái thằng Facebook, vào cái thằng YouTube này. Mình có hướng dẫn các bạn debug bằng Android Studio à. Đấy. Thực ra là kỹ thuật debug nó có nhiều lắm, nó không ít đâu. Đây đấy, ví dụ là Zoom và Vegetech. Nếu như vào trong này tìm video khó quá, các bạn có thể vào trong này. Đấy. Đấy ngay đầu tiên luôn này. Cách debug cơ bản trong Android Studio. Đấy. Thì các bạn là kích vào đây. Ở đây mình có cả hai video hướng dẫn cũng như là cả text hướng dẫn rồi. Đấy, các bạn vào đây để xem. Thì debug trong Android ấy, thì có nghĩa là nó sẽ, các bạn có thể biết được là chạy đến dòng nào, chạy như thế nào. Đây nhá. Ví dụ vào cái file lấy câu hỏi này ạ, mình chuột phải vào đây, đánh với dấu đỏ à. Tiếp đến là mình chọn cái máy mà ô bỏ mẹ cái lỗi không chạy à. Ơi. À mất công ngay vậy mà nó chạy luôn. Nói cười. Tốc độ của mày chậm nhé, là ơi cơi. Bố xin mày chạy nhanh lên. Nhìn hấp dẫn nhỉ. Tiếc quá. Em không hấp dẫn đối với anh. Bỏ bỏ mẹ. Mà sao nó vẫn không chọi? Sao cái thằng lỗi của mình vẫn chưa chạy nhỉ? À, không, họ không hiện lên cái luôn này. Tới đâu lại? Đây rồi. Chạy trốn làm sao rồi anh? Ok, lên rồi nhá. Bây giờ mình sẽ run lại này. Các bạn nhớ bấm vào cái nút debug này nhá. Bấm này. Quá. Thế à? À, sorry. Mình chưa 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 chọn đúng. Đây, run lại này. Đấy, thì khi mà code nó chạy đến dòng này á, thì lúc đầu ở trong main activity không, mình tạo ra một cái lấy câu hỏi chấm execute. Đấy, thì lấy câu hỏi xong ấy, nó sẽ chạy vào cái doing background. Sau đấy nó sẽ vào chạy vào đây này. Đấy, thì các bạn có thể bấm cái nút này nha. Bấm đây à, hoặc F8 thì nó sẽ chạy tiếp. Nó sẽ chạy từng dòng một cho các bạn. Chạy xong rồi dừng. Chạy xong rồi dừng. Đấy, xem chạy đến đâu.
Rồi nó chạy vào trong này rồi đây. Đấy, nó chạy tiếp. Lúc này nó lấy được data rồi đấy. Rồi bây giờ đọc ra này. Đọc tiếp này. Đấy, cái lúc này nhá. Sau đây mình sẽ đặt tiếp debug đây. Bây giờ xong mình bấm run này. Đấy, các bạn nhìn nhá. Cái data mình trả ra có phải là đúng cái chữ ZMV mà mình viết ở trong này không? Đây mình viết đây này. Đấy, viết lấy câu hỏi đây. Đấy. Thì bây giờ ấy, công việc của mình là mình sẽ thiết kế ra cái file JSON câu hỏi. Thì cái data dạng JSON của nó ấy, các bạn có thể tham khảo cái chỗ trang JSON online. Đấy, con kích vào đây. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra đối tượng JSON nhá. Thì một câu hỏi bây giờ các bạn có thể vào trong này nhá. Thì lần trước mình hướng dẫn ấy, một câu hỏi nó sẽ có tên, đáp án và hình ảnh đúng không? Đây mình sẽ tạo ra một object này. Nếu như với có nghĩa với thuộc tính tên này, mình sẽ có tên hai chấm ta vẫn ở đây. Tiếp theo nữa, đáp án hai chấm này vẫn đây. Đấy, tiếp đến nữa là thằng ảnh đúng không? Ảnh cũng vứt vào đây. Đấy. Đấy, các bạn tham khảo vào trang này nó sẽ tạo ra cái di sản cho các bạn. Đấy. Tập tiếp mí nữa, mình sẽ cho cái thằng này vào trong một mảng đi. Đấy. Mình sẽ tạo ra khoảng 2 câu hỏi. Đấy. Rồi. Đấy. Lúc này thì mình có cái data 2 câu hỏi nhá. Tầm 4 câu đi, 3, à 2 câu thôi. Tạm 2 câu rồi. Và trong này này, ở trong cái thằng trong cái thằng nào nhỉ, trong model của mình á, ở đây mình sẽ lấy một vài cái ở đây. Đây đầu tiên là cái câu ngựa ô này, đáp án này mình viết ở đây, tên tạm thời cứ để ở đây đi. Đấy, xong đến copy mình sẽ copy cái ảnh này. Đấy, mình paste đây. Tiếp đến nữa mình sẽ lấy cái câu bao la này. Đáp án paste vào đây. Đấy. Ảnh này. Ctrl C paste vào đây. Ok. Sau đấy mình ấn, mình copy thằng này nhá, mình copy thằng này à. Sau đến mình paste vào trong này. Ctrl F. À quên, sorry các bạn. Mình bởi vì file này là file PHP đúng không? Nên là mình sẽ viết code dưới dạng PHP. Thì các bạn có thể tra Google đơn giản thôi, PHP các bạn gọi e chó. Đấy. Các bạn copy cái thằng này. Đấy. Paste vào file này. Ctrl S lại. Rồi, bây giờ mình ví dụ mình run lại cái thằng API kia của mình nhá. API kia của mình có phải là đâu nhỉ? Cái phần lấy câu hỏi đây. Câu hỏi thằng này đúng không? Bây giờ ví dụ mình run lại này. Mình test vào đây. Enter. Đấy, có phải là chữ Hello World không? Sau đấy nhá. Mình sang bên này. Mình cái sang cái file này của mình này. Đấy, mình format lại. Ok, cái thằng cái data dạng này thì mình cũng sẽ test vào cái phần mô tả cho các bạn. Này. Mình test dưới này. Đấy. Rồi các bạn copy và vào cái file lấy câu hỏi .php ấy, các bạn xóa cái Hello World đi. Xóa hết logo đi. Đó. Paste vào trong này. Ồ quên. Sorry. Bỏ hai cái dấu nháy đi nhá. Bỏ hai cái dấu nháy đơn, nháy kép à. Hay bằng dấu nháy đơn cho mình. Và paste vào đây. Ctrl F. Rồi. Sau đấy chạy lại. Chạy lại đâu rồi. Này. F5 này. Đấy. Thì nó sẽ ra là cái này. Tại mình sử dụng cái thằng JSON View của thằng Chrome á, các bạn vào trong ứng dụng, này, vào trong cửa hàng, các bạn gõ đúng cái từ JSON Viewer ra, JSON View này, đấy, cắt thêm vào Chrome, thì cái JSON nào cũng được, mình thì mình quen dùng thằng này rồi, đấy, thì nó sẽ for, thì lúc
Lúc nào nếu như mà cái API nào ấy mà dưới dạng JSON á thì nó sẽ hiển thị nhìn trông nó xịn sò cho các bạn. Chứ nếu như ví dụ bây giờ nhá, mình quản lý trong quản lý tế này, mà mình tắt thằng này đi nhá, mình F5 lại này, F5 lại này, đấy, thì sẽ hiển thị này nhìn trông nó khó đọc đúng không? Đấy, rồi mình bật lại lên nhá, F5 này, đấy, rồi, thì sau khi đấy xong nhá, bây giờ nếu như mình chạy lại AM đúng không? Mình vẫn chạy ở dưới chế độ debug nhá. Chạy ở sau mà. Rồi xem xuống data đây nó được cái gì. Đấy. Các bạn nhìn cái data của mình có thể lấy ra được cái dạng, lấy ra một cái string. Là như này đúng không? Thì bây giờ ấy, cái nhiệm vụ của mình ấy là phải từ cái string này. Đấy. Từ cái string này. Mình chuyển nó thành một cái array need. Một cái array need ở bên này đúng không? Đấy. Thì trước lúc đấy nhá, mình sẽ tạo ra cho nó một cái class có tên là data. Đấy. Trong này thì mình sẽ tạo ra cho nó một cái biến private này, static. Kiểu dữ liệu là data. Đây là một cái kiểu design pattern trong Java có 28 kiểu cơ. Data chấm phẩy này. Đấy. Static. Đây là cái con constructor static mặc định của nó. Data bằng new data chấm phẩy. Rồi. Tiếp đến mình sẽ làm cái hàm public static static data get data trả ra data của mình. Đấy. Và cái hàm này có nhiệm vụ là trả về cái biến data kia. Rồi. Thì cái này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề ấy. Có nghĩa là từ cái bên main activity ấy, mà chuyển sang cái thằng chơi game activity ấy, thì ở bên main activity mình tiến hành mình lấy câu hỏi mà. Đấy. Còn nếu sau còn đấy thì ở bên chơi game activity thì mình phải lấy được cái list câu hỏi và mình đẩy sang từ cái main activity đẩy sang cái màn chơi game activity đúng không? Bởi vì nhá, bởi vì ở cái main activity nó có một cái nút này, khi bấm vào đây này thì là cái data, thì cái data mà mình lấy về từ cái API này ấy phải được chuyển sang bên thằng này. Nên là trong này ấy mình sẽ khai báo một cái kiểu class, kiểu static này, thì tất cả các biến mà mình nhét vào trong này này, nhét vào trong cái thằng data đấy, thì ngay lập tức nhá, nó sẽ ngay lập tức nó sẽ được lưu lại dưới dạng static, và cả thằng này và cả thằng này đều có thể gọi ra và sử dụng được. Bất kỳ cái file class nào đều có thể gọi ra và sử dụng nó. Đây nhá, để mình chứng minh cho các bạn xem nhá. Này. Được chưa? Bây giờ ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một cái array need này. Kiểu dữ liệu của nó là thằng câu đố nhá. Câu đố, ok chưa? Arr câu đố. Đó, bằng mình new lên chẳng hạn. New lên luôn này. Chấm phẩy này. Mình để gán cái public cho nó nhá. Đấy. Đấy là. Rồi sau khi đấy nhá, mình có cái array câu đố à. Ở bên bây giờ mình tiến hành, mình sẽ chuyển cái string mình lấy được đổ vào trong cái array list câu đố này. Được chưa? Thông qua lệnh này. Khi mà lấy câu hỏi xong rồi, ở đây mình kiểm tra. Nếu à không, đây là lúc data khác null ấy, có nghĩa data mà mình lấy được từ API về được một chuỗi ấy, thì mình phải tiến hành ép cái chuỗi này về JSON array trước. Mình sẽ gọi tạo ra một cái JSON array này. Đấy, array bằng new một cái JSON array và truyền cái data mình lấy được về. Thì lúc này nó bắt mình để trong trai cách, thì mình sẽ để trong trái cây nha. Đấy. Thì lúc này ấy, cái data mà bạn lấy về ấy, nó sẽ được chuyển về dạng JSON array. Đấy. Đoạn hôm nay các bạn hiểu có nghĩa là cái trả về, cái JSON trả về nó đang là một mảng với các cái JSON object. Đây, mỗi một JSON object là một thằng này. Đấy. Được chưa? Thì đây mình kiểm tra, mình chuyển nó về mảng này. Xong mình sẽ for int i bằng 0
bằng không chấm là y mà nhỏ hơn cái array mình lấy về, chấm ngang chấm vào y cộng cộng. Đó rồi, trước đấy thì mình sẽ gọi data chấm get data chấm gọi cái arrayNet câu đố của mình ra, mình clear nó, phá dữ liệu nó đi. Và trong thằng này mình sẽ gọi tạo ra một cái gì sang object o bằng array chấm get json object truyền vào vị trí thứ y. Lúc này nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn lấy ra từng cái đối tượng này một này, từng cái đối tượng json object này một này. Đấy thì trong cái json object ấy nó được tồn tại dưới dạng kiểu key value ấy. Thì lúc này ấy, các bạn lấy được một cái đối tượng như này, được chưa? Và trong cái đối tượng ấy có ba cái thuộc tính với cái key tương ứng là tên, đáp án và ảnh. Đấy, nó chính là những cái câu hỏi của mình á, câu đố của mình á. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái hàng câu đố c bằng new câu đố, được chưa? Đấy, và mình gọi c chấm này ảnh này bằng, mình gọi cái object ra này chấm get string truyền vào cái key, truyền vào cái key mà mình cần lấy. Sorry các bạn nha, khổ, chả hiểu sao cái thằng này nó cứ tự nhảy á. Cái key mình muốn cho lấy thằng ảnh ấy chính là ảnh. Thì lúc đấy thì cái thằng câu đố, cái ảnh của câu đố của mình ấy nó chính là cái thằng này. Đấy, xong tiếp theo mình ấn Ctrl D nhá để copy cho nhanh này. Tiếp đến là thằng tên, đúng không? Tên tên thì lấy ra từ cái key tên là tên, và thằng đáp án thì sẽ được lấy ra từ key có tên là đáp án, được chưa? Đấy, và sau khi xong nhá, mình sẽ gọi thằng data chấm get data chấm arrayNet câu đố này chấm add, mình thêm vào cái câu đố c kia. Đó, xong, đúng không? Và bây giờ ở bên màn chơi game.model nhá, bây giờ cái thằng tạo data này, mình sẽ comment lại đoạn này. Và trong cái array này, mình sẽ gọi ra cái thằng data chấm get data chấm arr câu đố. Đó, thì nó sẽ khởi tạo cái data mới á, khởi tạo cái data với cái dữ liệu mà mình lấy được về. Và chưa hết nhá. Bây giờ sang bên layout này, bây giờ các bạn vào cái activity main nhá, cái nút chơi này, bây giờ mình mới set sự kiện cho nó này. Mình sẽ gọi on click, mình sẽ tạo ra cho nó một cái hàm click có tên là chơi game đi. Đấy, tích chữ đỏ này, tạo. Đấy, vào đây làm gì thì mình chỉ cần kiểm tra thôi. Mình gọi cái thằng data này chấm get data chấm arr câu đố chấm tai, mình kiểm tra xem nếu như có câu đố tồn tại ấy, mà lấy được câu đố về rồi ấy mà lớn hơn không thì sao, thì ngay lập tức start activity lưu một cái intent lên. Đấy, truyền vào cho nó zip này. Tiếp đến nữa là cái chơi game activity chấm class. Đó rồi, bây giờ run thử cho các bạn nhá, run cho các bạn xem nhá. Các bạn ấn shift F10 nhanh này. Rồi bây giờ mình bấm chơi nhá. Đó, như các bạn thấy, có phải là cái câu hỏi của mình nó đã thay đổi không, nó không phải cái câu sâu xa nữa, đúng không? Đấy, bây giờ ví dụ nhá, đuổi hình mất chữ. Mình thử thêm một vài câu hỏi nữa chẳng hạn. Hình ảnh này.
Ủa, không có câu nào nhìn nó dễ dễ tí nhỉ? À, tất bật. Rồi, mình sẽ sao chép địa hình này này. Được chưa? Sang cái tăng kia của mình đâu rồi nhỉ? Đây, mình sẽ sửa nhá. Sửa thằng này thành tất bật. Bật này. Đấy. Tiếp đến nữa. Không còn câu nào. Cãi chày, cãi cây cối. Sao chép địa chỉ hình ảnh. Bên này đáp án của nó là cái chày cái cối đó. Ok chưa? Tiếp nè, xem còn câu nào. Tốt tính à. Nào, chép địa chỉ hình ảnh nha. Copy một thằng này, mình thêm khoảng 3 câu đi. 3 4 câu vậy. Tốt tính. Tốt tính. Rồi, tiếp đến nữa này, xem còn câu nào không. Sao băng. Sao chép địa chỉ ảnh. Sao băng. Ok. Rồi mình copy thằng này này. À quên, ấn nút này á để nó format lại á. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A, Ctrl C. Rồi sang bên này. Cái e chó này. Mình sẽ e chó thằng này. Ctrl F chưa? Đấy. Và bây giờ nhá, mình không chạy app nhá, không chạy app nhá. Sao lại nhá. Không bấm chạy app lại nhá. Rồi, bấm đuổi hình ba chữ này. À, bấm chơi này. Đấy, có phải nó hiện ra hình khác không? Đáp án thằng này là tất bật đúng không? Tất này. Bật. Đó, đúng chưa? Này là cãi chạy cãi cối. Nhưng nhìn nó hơi xấu nhỉ? Ok. Nếu thế thì mình sẽ kiểm tra, mình sẽ thêm cho nó một thằng nữa. Là ở đây đâu nhỉ? Mình sẽ cho thằng này test 2 chia cho 3 đi. Đấy. Rồi, run bây giờ run lại này. Rồi, bấm chơi nhá. Tắt bật. Đấy. Tắt. Bật. Đó, đấy, thằng này là cãi chày cãi cối đúng không? Nếu thế thì thằng này phải chia cho 2 nhỉ? Ừ. Đó đi à. Còn lại này. Rồi, chơi thử này. Tập bật. Tập. Bật. Đó, ok chưa? Ồ, cái thằng này need view. À, vừa ấy mình có set cho các bạn mà. Set, mình set thằng này thành 100 dp à. Bây giờ mình sẽ để là warp content. Đấy. À, xong. Bấm run. Chơi. Tất bật đúng không? Rồi, tiếp đến. Thằng này cãi chày cãi cối. Cãi chày. Chày chày chày. Cãi cối. Cãi, ôi chết rồi. Cãi hết rồi.
Cối. Đó, còn thằng này là tốt tính. Ờ, tốt tính có 6 chữ đấy. Hay sai. Xem này hay mình chưa sửa. À, tốt tính 6 chữ to tính. Ờ, tính. Trời ơi, sai rồi. À, ok. À, ok, cái này mình sẽ sửa xong. Ok, video của mình này sẽ xin được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể nhấn like và nhấn đăng ký kênh cho mình để ủng hộ mình. Đó. À, video của mình xin được kết thúc ở đây. Ở video tiếp theo thì mình sẽ dẫn các bạn bây giờ hiện tại cái data phải cứng rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn sử dụng cái thằng MySQL của thằng Sam này để import câu hỏi ấy. Dưới dạng kiểu SQL á, dưới dạng bảng ấy, và thằng này sẽ chọc vào cái bảng đấy để lấy ra câu hỏi. Ok. Rồi, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học trình vui vẻ.